Show diễn buổi tối tại Thánh địa siêu xe Hà Nội, khách sạn Metropole, ngày đầu nghỉ lễ Tết Độc lập 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Chúng ta có một chiếc Mini John Cooper Works, một chiếc xe khá là mạnh mẽ của nhà Mini Cooper. Đấy, các bạn nhìn thiết kế đẹp không? Có sọc màu đen đỏ tại phần đầu xe và lưới tản nhiệt trông nó cũng ngầu hơn so với phiên bản tiêu chuẩn anh em nhé. Nhìn cái góc này các bạn sẽ thấy là cái bộ mâm nó còn được làm nhô ra trông rất là cá tính. Phần đầu xe cũng được làm hầm hố thể thao hơn so với các phiên bản tiêu chuẩn. Phiên bản này thì được phát triển dựa trên Mini Cooper phiên bản 3 cửa này. Đấy, sẽ có 2 cửa hai bên và 1 cửa sau. Đây chính là bộ mâm của em nó này. Có logo John Cooper Works tại vị trí tâm của bánh luôn. Đó, chia tay em nó, phía sau chúng ta có một chiếc Porsche Panamera. Đây là form 2022 với gói Sport tại phần đầu xe này, biển số 30H các bạn nhé. Hai chiếc xe sang, một chiếc đến từ Đức, một chiếc đến từ Anh. Đây chính là phần đuôi của chiếc Mini Cooper phiên bản John Cooper Works. Đấy, ống xả đặt tại vị trí chính giữa đuôi xe và có cánh gió gắn ở trên cao. Một phiên bản theo phong cách hiệu suất cao đó các bạn. Rồi, chúng ta sẽ ngắm tiếp chiếc Porsche Panamera này. Một chiếc xe Panamera đời 2022, option cao thì có giá ra biển có thể lên đến hơn 8 tỷ đồng các bạn nhé. Hơn 8 tỷ đồng cho một chiếc Pana kiểu dáng như thế này. Chúng ta sẽ đến với chiều ngang của em nó này. Đấy, một chiếc xe sang sedan. Với tất cả những chiếc Panamera tại thị trường Việt Nam thì nội thất bên trong đều sẽ có 4 chỗ ngồi. Đấy, đây lại là một chiếc Panamera 4 các bạn nhé. Hệ dẫn động 4 bánh đấy các bạn. Đấy, ống sạc cơ đơn đặt đối xứng hai bên. Phần đuôi thì được làm bầu bĩnh, thiết kế quá ấn tượng rồi. Ngay phía sau em nó chúng ta sẽ có một chiếc Range Rover. Wow, đây là một chiếc Range Rover khá là đặc biệt, bởi vì em nó dùng động cơ máy dầu các bạn nhé. Đây là một chiếc Range Rover thùng to nhưng mà dùng động cơ máy dầu. Đấy, em này thì được trang bị bộ mâm 7 chấu giống như phiên bản Autobio này. Chiếc này thì ngoại thất là màu xanh đậm, các bạn có thể xem một chút cái phần đuôi của em nó này. Chiếc này là dùng động cơ SDV8 thì phải. Đây chính là phần đuôi của chiếc này. Đây là phiên bản Vrocks sử dụng động cơ SDV8. Đây là động cơ máy dầu của Jaguar Land Rover các bạn nhé. Một chiếc xe có lẽ là cũng khá hiếm tại Việt Nam, thùng to nhưng mà dùng máy dầu, không phải là thùng to dùng động cơ xăng giống như hầu hết những chiếc Land Rover SE, HSE, Vrocks hay là phiên bản Autobio. Dưới đây thì chúng ta có một chiếc Lexus LX600 biển số 30K56968. LX600 thì nó quá nổi tiếng tại Việt Nam rồi. Và bây giờ các bạn ra đường cũng không phải là khó để có thể gặp được một chiếc LX600 như thế này. Đây chính là chiều ngang của em nó này. Đấy, buổi tối tại Metropole thì cũng có khá là nhiều xe đẹp. Không phải là ngày nghỉ lễ thì mọi người đi chơi đi du lịch hết. Vẫn có khá là nhiều những cái mẫu xe đẹp để các bạn có thể chiêm ngưỡng nhá. Phía sau thì chúng ta có một chiếc BMW Z4 này. Đấy, một chiếc Z4 S-Driver 30i có gói B-Sport tại ngoại thất và em này biển khá là đẹp, 55525. Một chiếc xe có ngoại thất màu trắng, mui màu đen. Đây chính là phần đuôi, một dãy phố với rất nhiều những cái mẫu xe đẹp và cái góc phố này cũng rất đẹp các bạn nhé. Đây, góc phố tại khách sạn Metropole này cũng rất đẹp, nguyên một dãy rất nhiều xe đáng chú ý. Ở đây chúng ta cũng sẽ có một chiếc xe khá đáng chú ý. Đây, một chiếc xe khá đáng chú ý đó là một chiếc Suzuki Jimny phiên bản 3 cửa. Wow, rất cá tính luôn anh em ạ. Lần đầu bắt gặp một chiếc Suzuki Jimny ở trên phố Hà Nội. Một chiếc xe có giá 800 củ tại trường Việt Nam, thiết kế cực kỳ cá tính. Mua chính hãng tại Việt Nam các bạn nhá. Biển số định danh 29A25252, biển lắp khá đẹp. Chiếc này thì nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật. Dẫn động 4x4 khá là hoành tráng, một chiếc xe nhỏ địa hình nhưng mà dẫn động 4x4. Và nội thất bên trong cũng có hai hàng ghế ngồi, đầu đuôi đều được làm rất là vuông vức, cá tính. Hai cửa hai bên và một cửa phía sau mở như G-Class. Đây là phần đuôi này, cũng có bánh dự phòng các bạn nhé. Có bánh dự phòng tại phần đuôi xe này và cửa mở ngang giống như G luôn. Và đầu đuôi đều được làm vuông, đèn hậu đặt thấp ở phía dưới. Mâm xe kích thước 15 inch và dùng lốp của Michelin. Đây này, mâm xe dùng lốp của Michelin này. 235/75 và mâm sơn màu xám, khá đẹp.
chiều ngang của chiếc Suzuki Jimny này. Đẹp, ấn tượng đấy các bạn. Nhỏ gọn, cá tính, xe dành cho dân chơi. Và đang đỗ tại khu phố cũng dành cho các dân chơi tại Hà Nội. Đẹp chưa? Góc này các bạn nhìn thấy rất là mê này. Đấy, trông đỗ tại cái phố này trông sang chảnh nha. Phía sau là một chiếc Range Rover Sport đời cũ các bạn nhé. Range Rover Autobio Raffi đời cũ này. Biển 83838 luôn. Biển lập khá là đều anh em ạ. Đấy, Porsche Panamera màu bạc nhưng không có chữ UN, biển số đến từ Sài Gòn 95956 các bạn nha. Đấy, một chiếc xe vẫn còn rất đẹp của nhà Porsche. Và em này thì có bộ tem của Porsche xung quanh xe luôn, từ trên nắp capo cho đến hai phần thân hai bên. Đây, một chiếc Panamera thế hệ thứ nhất nhìn vẫn còn rất đẹp. Bộ mâm của em này không biết là phiên bản gì mà được trang bị bộ mâm khá là ấn tượng. Chúng ta sẽ vòng ra phần đuôi xe nhé. Đây các bạn nhìn cái vòm bánh sau này đẹp chưa. Đấy, cái màu bạc này mà có chữ UN thì mới gọi là chuẩn đấy anh em này. Mâm xe 5 chấu và phần đuôi thì được làm rất là bầu bĩnh của phiên bản Pana này. Em này thì gắn logo Panaturbo S nhưng không biết là phiên bản Panaturbo S hay là phiên bản Pana thường độ lên. Phần trên màu đen, phần dưới màu bạc, có ống xả kép đặt đối xứng hai bên, nhìn khá là chiến anh em ạ. Đấy, phần ngoại thất khá là chiến, không biết là động cơ bên trong là dùng máy gì, nhìn đẹp anh em nhờ. Nhưng mà nếu như là Turbo S thì phía trên cánh gió sẽ có kiểu chĩa sang hai bên. Em này ở phần chính giữa ấy, cánh gió cũng có phần chia này, không biết có phải là Turbo S xịn chuẩn đét hay không. Các bạn nhìn thấy mê không? Đây, cái góc chéo này lấy cái góc phố ở bên trong của bên ngoài khách sạn Metropole, nhìn thấy rất là đẹp. Cái màu bạc này nhìn cũng ấn tượng anh em nhé. Porsche Panamera đời cũ gắn logo Turbo S nhìn rất là chiến. GLC 300 4MATIC các bạn nhé. Wow, một chiếc GLC 300 4MATIC phải nói là quá đẹp luôn. Đây, đối diện chiếc Lamborghini Urus. Một chiếc Audi Q8 S-Line màu cam rất nổi bật các bạn nhé. Đang đỗ đèn đỏ tại ngã tư Ngô Quyền. Đây, Audi Q8 này, S-Line với ngoại thất màu cam rất nổi bật luôn anh em. Nhìn mê dã man nhá. Biển số 88 đến từ Vĩnh Phúc luôn anh em ạ. Tiếp tục ở đây chúng ta có một em Lamborghini Urus với ngoại thất màu vàng, biển số 30K các bạn nhé. Em này thì nội thất bên trong bọc da màu đen kết hợp với màu vàng. Một chiếc Urus nhập khẩu tư nhân về Việt Nam. Đấy, đây là Urus đời đầu tiên, không phải là cái đời mới nhất là Urus S hay là Performante các bạn nhé. Đẹp các bạn ơi. Bây giờ thì mình sẽ ra cái phần đuôi để cho anh em ngắm một chút cái phần đuôi của chiếc siêu SUV. Đấy, siêu SUV này mâm 23 inch các bạn nhé. Đẹp chưa? Buổi tối tại đường phố Ngô Quyền Hà Nội. Đây là cái gương chiếu hậu ốp carbon anh em này. Đấy, gương chiếu ốp carbon. Phía sau thì chúng ta có một chiếc Mini Coupe cũng có ngoại thất màu vàng. Đây chính là phần đuôi của chiếc Lamborghini Urus này. Đấy, đẹp chưa? Hôm nay là chủ nhật, trong ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ Tết Độc Lập. Tuy nhiên thì đường phố Hà Nội cũng đang tắc đường rồi. Đông, khá là đông anh em ạ. Mặc dù nó không đông như thứ bảy chủ nhật hàng tuần nhưng mà nó đông so với những kỳ nghỉ lễ khác. Mọi người không đi chơi quá nhiều dù cái kỳ nghỉ lễ này kéo dài lên đến 5 ngày các bạn ạ. Đây là không khí tại Hà Nội ngày đầu nghỉ lễ Tết Độc Lập này. Đấy, hôm nay thời tiết rất là nóng. Thế nên là buổi sáng mọi người ra đường ít nhưng buổi tối thì rất là đông. Bây giờ đang khoảng 9 giờ kém 10. Đường Hai Bà Trưng anh em nhé. Đây là cái đường mà có vẻ là vắng thôi chứ nếu như là đường Tràng Thi và Tràng Tiền thì cực kỳ đông. Đây mình sẽ đi lên chỗ phố Tràng Tiền cho các bạn xem này. Giao thông vẫn đông đúc, gửi xe vẫn rất tấp nập. Có chỗ thì gửi xe máy 10k, có chỗ thì 20k. Ô tô chắc phải lên đến 50 đến 80 nghìn. Đây là ngã tư Hai Bà Trưng giao với Ngô Quyền.
Đây, như các bạn thấy ở phía trên là đã bắt đầu tắc tắc đường nhé. Đây là đường Hai Bà Trưng. VF6 này anh em này. Đấy, VF6. Ngành Tây du lịch tại Việt Nam. Trên này thì ô tô đỗ cộng với ô tô đi đường đã chặn hết đường của xe máy đi rồi. Đây các bạn nhìn này. Vẫn rất là đông đúc. Nói chung là mọi người có lẽ là cũng sợ đi du lịch và cũng sợ cái thời tiết nắng nóng, thế nên là cũng ở nhà rất là đông. Phố vẫn rất là nhộn nhịp. Đây, hôm nay là thứ bảy, thế nên là cũng có phố đi bộ. Vẫn có phố đi bộ như bình thường. Đây là Tràng Tiền Plaza này. Đây là ngã tư chỗ Hai Bà Trưng giao với Hàng Bài. Và đây, bên trong chính là phố đi bộ. Bên trong chính là phố đi bộ anh em nhé. Đây, phố đi bộ. Đó, để quan sát phố đi bộ ở đây. Tràng Tiền Plaza này. Phố đi bộ cũng không đông lắm. Hôm nay nóng như này đi bộ chắc là cũng kinh khủng các bạn ạ. Thì đối diện đây chúng ta có một cái tòa nhà đang sắp hoàn thành. Một cái khu căn hộ siêu cao cấp. Có giá mỗi căn có thể lên đến 60, 70, 80 đến 100 tỷ đồng. Tùy theo diện tích và góc view. Ở đây thì chúng ta có Bentley Bentayga này. Đấy, Bentley Bentayga này. Đẹp chưa? Đây, phố trên này cũng đang khá là đông rồi. Nó không đông như thứ bảy hàng tuần, nhưng mà nếu như so với những kỳ nghỉ lễ khác thì mình nghĩ là như này nó gọi là hơn rồi đấy các bạn. Nhiệt độ Hà Nội hôm nay quá là kinh khủng luôn. Mới có đầu hè mà dự báo đã 39 độ và nhiệt độ thực tế nó lên đến 40 mấy 50 độ các bạn.